Rồi có quan niệm là mới đẻ về là phải đi ghé tạp hóa mua đồ hay là lại tiền gì không? Không. Không đúng không? Với em là em thế em có kinh nghiệm đó rồi là chị hiểu là em biết em chở nhiều cái nào rồi đó. Hello anh em, lại tiếp tục một video chở khách đây. Thì mình đang ở trên nhà ha. Đây. Đang ở trên nhà trên Biên Hòa. Đấy. Để chuẩn bị quay những cái video tình dục. Ok. Đây con em gái mình hôm qua này. Bye bye nha. Hôm qua chúc mừng sinh nhật rồi. Rồi mình đi tiếp tục chạy kèo xe thôi. Đấy. Lại tiếp tục những video lái xe. Trên con Kia K3 thì hôm nay mình cũng có một kèo xe ở từ Biên Hòa về lại Xuân Lộc Đồng Nai. Thì kèo xe này thì mình sẽ tiếp tục quay và chia sẻ với anh em. Để mình mở cái đèn led nội thất cho nó sáng sáng lên nhá. Đâu ta? Đó. Đó. Anh em thấy ok không? Sáng cái này được không? Rồi ok, sáng này đi ha. Đấy. Rồi mình sẽ bật chế độ mọi người cái tay nắm cửa nhỏ xuống. Rồi ok. Rồi tiếp tục lái xe thôi. Hôm nay mình có một kèo xe nha anh em. Hôm nay mình có một kèo xe ở Biên Hòa chở một vị khách quen, cũng quen lâu rồi, cũng lâu rồi mới đi lại. Đi từ bệnh viện Thánh Tâm á, bệnh viện Thống Nhất á anh em, bệnh viện Thánh Tâm về. Rồi. Ok, let's go. Rồi đi thôi. Giờ mình mới từ trong nhà ra. Thì bây giờ mình ra bệnh viện Thanh Tâm mình rước nha. Chị này thì mới xin em bé. Mình lại có duyên với những kèo xe chở toàn là em bé không anh em. Chở hết chạy xe hoa, xong rồi lại chở cô giờ chạy dâu rể này, xong rồi chở bé, chở vợ, chở các cái bà bầu đi đẻ này, xong rồi giờ chở đi đẻ về nè. Có duyên ghê á. Mà mình chưa có ai chở, mình chưa có vợ để mà chở vợ đi đẻ ha. Chết rồi, kiểu này không ổn rồi anh em ơi. Rồi ok, lại là những video chạy xe. Thì bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi. Thì giờ mình có mặt ở 9 giờ để mà chở khách. Thì bây giờ mình sẽ chạy từ trong đường của mình ra. Thì tranh thủ lái xe một chút chia sẻ với anh em ha. Ở chỗ này là khúc, chỗ này là chặng dài Biên Hòa ha anh em ha. Khúc này là chặng dài Biên Hòa. Khúc này là đang ở chặng dài Biên Hòa. Nè, trước nó có cái lỗ nè. Nó có một cái lỗ này khá là nguy hiểm. Đó, có một cái lỗ ghê lắm. Ui giời, rất là sâu. Mém nó lọt bên xe xuống. Rồi, đi thôi. Lái xe an toàn nha anh em nha. Vẫn là lái xe an toàn và cũng có một kèo xe dịch vụ. Đi vào mấy cái đường đông này anh em lái mới, anh em cứ đi bình tĩnh thôi mình. Chẳng có gì phải vội hết đó. Cứ đi bình tĩnh và nhường. Giống như mình khi nhiều khi mình chạy quen rồi đó. Mình chạy quen rồi mình xử lý được ga thẳng thì mình ok, mình đạp mà hơi nó mạnh bạo chút. Có nhiều anh em đi hơi bị rén rén á, cứ cái chân lúc nào cũng để trên bên chân thẳng nè. Cứ kiểu đó, cái giật thẳng cái giật cả giật. Nhưng từ từ sẽ quen thôi. Anh em không gì phải lo hết, đi đường nhiều sẽ quen nhá. Giống như việc là anh em đi dọc đường bị công an bắt nhiều cái là anh em cũng biết chỗ đó là là có chốt theo tầm. Giờ mình sẽ đi chở một vị khách đi đẻ ở trên Sài trên Biên Hòa nè, đi đẻ nè. Giờ mình sẽ đi lên mình chở về thôi. Mọi người cùng đồng hành với mình nhá. Rồi ok. Chú này đang xin nhanh qua rồi, xin nhanh nhường chú qua rồi. Rồi ok, có một chiếc xe công thôi, nó ép mình nè. Thôi mình ép sang đây thì mình sang đây. Anh to em nhường anh đó, em nói thiệt chứ nhỏ em có vỏ lắm á. Mấy xe công lớn ghê lắm, ép thôi mình xe nhỏ vẫn làm phận, làm xe con nhỏ nhỏ thì phải biết nhường anh lớn chứ, ra đường chạy mà kiểu không biết nhường nhịn nhau là có ngày anh em ha. Nên là cũng cái văn hóa giao thông khi lái xe cũng là rất là quan trọng đó. Thì bây giờ là mình đi chở khách thì một vị khách quen, nhưng không biết có quay được cái hành trình lái xe này, cái hành trình lúc rất khác không. Nhờ trước mắt đang là một cái vlog lái xe đây, video POV lái xe, quay dạng nhiều lái xe nhiều rồi thì hôm nay mới chia sẻ với anh em đây. Hôm nay thì quay những cái video lái xe kiểu này á, chủ yếu là trên tinh thần gọi là vừa chia sẻ góc lái xe cho anh em nào mà thích cái kiểu mà vô lăng lái xe, hoặc là chia sẻ cho những anh em đang đam mê chiếc Kia K3 này.
để anh em mua. Vậy thôi, cũng không có, mình thì dạng những video vlog YouTube của mình dạo gần đây thì cũng hay chuyển sang những cái đề tài quay vlog hàng ngày ấy anh em. Đó, mình dạo này mình thích ghi những cái, ghi lại những cái video hàng ngày đó, giống như ngày hôm qua sinh nhật mình với mẹ mình cũng ghi lại quay kỷ niệm ha, quay kỷ niệm vui. Giờ hôm nay lại quay lại với chủ đề chính là chạy xe dịch vụ đó, một kèo xe từ ở Biên Hòa, thì mình đang ở Biên Hòa thì mình ra mình rước khách đi về dưới kia luôn, ok anh em. Đó là một trong những cái video mình muốn chia sẻ với anh em ngày hôm nay. Rồi let's go đi thôi nha anh em, let's go. Mình nói thiệt luôn nha, những anh em nào mà lái mới á, mà đi ở mấy cái đường thành phố nhiều, bảo đảm cứng luôn. Cái cảm giác mà con mắt mình đảo bên này, xe nó vượt lên bên này, xe nó vượt sang bên kia rồi, xe là đó, thấy chưa, chắc anh em thấy không? Trời ơi, đá gì đâu, luyện mắt luôn anh em ạ. Mắt mình từ không có độ mà chạy xe xong thành có độ luôn, liếc chứ. anh em mình nói thiệt với mọi người luôn nhá, cái những cái video mà mình sản xuất ra cho anh em thật sự là mình cũng là những cái video đời thường, mình không có châu chuốt câu từ, mình cũng chả có kịch bản, nên là trong những cái video mình có gì nói đó, nó thẳng ra anh em là có gì nói đó, và những câu chuyện của mình có thể đôi lúc nó sẽ có những cái câu nói nó hơi bị tục á, anh em mình lâu lâu mà bị vạ miệng nói cái trên YouTube này mà mình không có cắt hết á, thì anh em có nghe được anh em hoan hỉ thông cảm cho mình là thanh niên với nhau không à. Lỡ mà có mấy cháu hoặc là các cô chú có lỡ xem thì cô chú thông cảm cho con nha. Còn anh chị lớn anh chị mà lỡ xem thì anh chị thông cảm. Đây nói thẳng ra là nhiều khi về edit nhiều video quá bị loạn hết anh em ạ. Giờ mình hiện tại bây giờ là cái video này mình quay này, nhưng mà thật sự qua nay anh em thấy mình quay video không, mình chưa edit video nào luôn á. Bây giờ là cái lúc này là đang quay thì nói, nhưng mà giờ là ngồi ở nhà mà edit từng video một nó lâu, shot lên cũng lâu lắm anh em ạ. Nên là xem video nó sẽ hơi chậm chế thời gian, anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ là mình đang ra cầu Suối Máu. Ở đây là cầu Suối Máu nè anh em, ra đường Nguyễn Ái Quốc, ra đường Nguyễn Ái Quốc. Lái xe trong thành phố Biên Hòa vậy thôi ha anh em ha, lái xe trong thành phố Biên Hòa vậy thôi. Đó. Mình sẽ đi tới bệnh viện Thánh Tâm nhá, hồi xưa là bệnh viện Thống Nhất, giờ là bệnh viện Thánh Tâm chở khách. Những cái video vlog chở khách của mình. Rồi rồi xe này anh em sẽ xe tới không? Đó đó rồi. À, xe đằng trước hẹp này, đường hẹp này, có một chiếc xe nó ra nè. Rồi theo anh em có nhường không? Nhường luôn. Rồi anh cứ ra đây, anh ra thoải mái đi. Ok. Rồi mình nhường luôn. Đó người ta đang ra, xe máy đang ủi tới, không có gì phải vội hết. Rồi xe nó chạy tới rồi, mình ok mình lên. Và đặc biệt xem coi quẹo phải, nó cho từ khung từ 6 giờ tới 8 giờ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Còn cấm quẹo trái từ 6 giờ tới 8 giờ. Từ 11 giờ tới 13 giờ, bây giờ là 9 giờ. Rồi, được quẹo nhá. Nè. Tại vì nó cấm từ 6 giờ tới 8 giờ quẹo trái thôi, còn bây giờ là 9 giờ rồi. Bây giờ là 8 giờ gần 9 giờ rồi, thoải mái, quẹo thoải mái, không sợ công an. Ok anh em. Tại vì nó cấm vào mấy cái giờ cao điểm, nó không bị kẹt cái khúc đường cầu Suối Máu này nè. Cầu Suối Máu nè. Giờ đây là đường Nguyễn Ái Quốc nha anh em. Mình đâm ra công viên 30 tháng 4. Đó. Nó sẽ có những cái biển báo giờ giấc vậy, anh em cố gắng anh em nhìn biển báo hộ mình nha. Thật sự cái rất là quan trọng cho chừng là bị mất bánh mì đi chơi nha. Và cái đoạn đường Nguyễn Ái Quốc này á, là con đường này nó cho chạy tốc độ 60, tại vì sao nó có những con lươn cao. Anh em thấy có lươn cao à, về đường này không? Nó cho chạy tốc độ 60 và cái app bịt map line của mình đang xài nó cũng báo 60 là khá là chuẩn xác, chính xác. Nếu mà cái đoạn đường này không có con lươn này á, thì anh em chạy 50, ok. Nhưng mà đoạn này ít khi chạy được lên 60 lắm, tại vì được lúc nào cũng đông hết. Người quá này nè. Là giờ mình chạy lên 50 nè. Chạy lên chút nữa thì đó, có xe máy xe trước nó không có an toàn để cho chạy tốc độ 60 được đâu. Đường đông lắm. Này có chiếc xe máy đằng trước này, thôi mình chạy đang chạy tốc độ nhanh, họ cũng biết họ hãm lại. Thấy không? Thật sự luôn, đi nhiều khi đi đường thành phố nó cảm giác nó an toàn hơn đi đường ở quê ấy. Đi đường ở quê có sợ mấy chị mấy em, nhiều khi có cô bác cũng không có nhìn ngó tới ngó lui á, đông cái vọt ra cái, nhiều khi chó mèo cũng vậy, trời ơi sợ lắm. Còn bây giờ mình đang đi trên đường ở mé thành phố này thì mình cứ theo phương diện là yên tâm. Rồi đó thế là xe nè. Rồi chú ý nhá, chú ý nhớ quan sát của mình hai gương, chú mình xe lên xe xuống này, xe này nó đang có hiện tượng nè, bóp còi đó, bóp còi cho ông chủ này, ông
rồi ông tấp vô đó, ông cứ đi lặng lặng ra ngoài đây rồi ok. Hôm nay có một kèo xe từ Biên Hòa về anh em ha, nên là đáng lẽ hôm qua mình là buổi tối mình về rồi, nhưng mà có mình lại có một khách ở Biên Hòa nên là thánh tiện mình đi về dưới mình lại có kèo luôn, quá là mừng, quá hợp lý luôn anh em ơi. Đó, mình vừa nói thiệt với anh em nhé, nhiều ông chạy xe dịch vụ cũng ngại chia sẻ mấy cái này lắm, mình nói thẳng mình chia sẻ hết, chả cái gì vậy chứ ngại hết, giờ có kèo thơm thì chia sẻ thôi đó. Vô tình anh em thấy không, mình vô tình mình đi xe lên trên Sài Gòn bỏ thả xong rồi đi về về Biên Hòa tổ chức vừa ăn uống xong rồi vừa đúng ngày sinh nhật mình cũng về nhà một chút, xong sáng hôm sau đi về lại có kèo từ Biên Hòa đi về là cũng trên đường mình đi về Xuân Lộc Đồng Nai, tại vì mình đang chạy xe ở dưới nhà dưới Xuân Lộc Đồng Nai trên Biên Hòa này thì là mình cũng hay lên lắm, nhưng mà không có kèo mình lên trên nhà với bố mẹ mình với mấy đứa em mình, còn bình thường thì mình cứ ở dưới Xuân Lộc Đồng Nai ha. Đó, nên là giờ mình cứ về dưới Xuân Lộc Đồng Nai mình chạy xe kiếm kèo, và hôm nay có một kèo chở khách về lại dưới đó, quá mừng luôn anh em. Đấy, nên là mình chia sẻ mấy cái video này để mình gửi tới mọi người, đó là một cái niềm vui nhỏ nhỏ của mình đó. Đường ở chỗ đường Nguyễn Ái Quốc ở đây nó khá là đông đúc nhá, khá là đông đúc, nên là mình cứ đi từ từ bình tĩnh nha anh em nha, cứ bình tĩnh thôi. Đây là công viên 30 tháng 4, viên 30 tháng 4 nha anh em. Ok rồi, qua đường luôn. Ôi, nhìn đường trước nhìn đường sau rồi, không có xe là quẹo lắm. Rồi giờ mình sẽ đi sang lên bên giữa này luôn, đừng có lên trong đây nhá, lên xe máy. Giờ mình sẽ đi vô bệnh viện Thánh Tâm. Khách nhắn tin kêu là vào khoa cấp cứu sinh, vào khoa cấp cứu khoa sản, chạy thẳng vô khoa dịch vụ nha bác tài. Rồi được, chỗ này thì nó hơi đông đông một chút. Mình gọi khách nhé, thì mình gọi khách. Em gần tới cổng rồi này, vô cái chỗ cấp cứu đó hả chị hả, chạy thẳng vô đó hả? À rồi ok nhá nhá. Đó, mình vừa mới gọi khách xác nhận cho người ta yên tâm, người ta mình sắp tới rồi. Đó vậy thôi. Rồi ok. Giờ mình sẽ sang lên bên đây, mình đi lên bên đây. Đây là đường phát triển anh em ạ. Ui sợ. Cái đường phát triển kiểu gì mà mình thấy thì gớm, thì ghê. Chả có một chút gì gọi là phát triển nhé. Cái đường phát triển đó anh em, đâm sang Bình Dương á thì gớm vậy chứ, thiệt luôn á. Yeah. Giờ mình sẽ chạy thẳng vô khoa cấp cứu nhé. Thẳng vô khoa cấp cứu, khoa sản cấp cứu bệnh viện Thánh Tâm. Cái đoạn này chạy 50 nha anh em. Cái đoạn đường ngay cũng tuyến quốc lộ 1 này, trong thành nội thành ở nội ô ở Biên Hòa nè. Thẳng nha. Thắng kỳ khi anh em thấy anh em thắng, anh em đừng có thắng gấp quá nha. Anh em cứ dìu thôi, dìu ra tới vừa tới thắng vừa đẹp, chứ đừng có thắng gấp, cái xe sau nó lùi tới đây đó. Cái xe trước nó thắng dìu thắng, nó chờ chiếc xe tải đi qua, thấy không? Mình cứ cũng dìu vừa thôi. Rồi, có chiếc xe nó đang ở bên đây. Rồi. Mình sẽ đi vào khoa cấp cứu. Là cấp cứu sản. Mấy ông này đi ẩu thiệt chứ. Cái len xe máy mà cứ âm tầm âm vô. Khoa cấp cứu sản. Rồi, mình em rồi, em rước người, người ta đẻ trong đây rồi. Vô chỗ khoa dịch vụ.
không phải là không cho em vô. Dạ. Em gọi điện cho người nhà. Dạ. Mang giấy xuất viện ra đây rồi em cho em vô. À rồi vậy hả? Ờ, chứ không có mình đậu xe trong đây được. Nghe với ông hả? Được. Em biết hình chữ U không? À rồi, rồi ok. Thẳng cuối đường đó, nó có cái hàng dài không, nhà dòng nhà thờ đây nè. À mình đậu sát đó. À nhà thông nhà sát trong đó đúng không? Ủa rồi. Rồi. Em chụp hình chữ U á. Dạ rồi. Nên là thấy. Rồi, rồi ok cảm ơn. Nhà dòng hình chữ U. Ok anh em. Đây 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 đây. Đây đây đây, đây chỗ này nè. Cấp cứu khoa sản nè. Chỗ đậu ông ta. Ờ đây 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 đây. Chỗ này đậu được đúng không? Ok. Khu vực nạp oxy vừa đồng. Cấm đậu xe. Ủa? Giờ này không cho đậu xe mà đúng không? Giờ này không cho đậu xe mà đúng không anh em? Gần hết ta. Hay là mình ra lại đi. Ủa sao ông kêu nói đi tút vậy, đây là có chỗ đậu. Thôi mình để mình ra lại đi. Đậu xe đây đâu không anh nhờ? Ở đây đậu được đúng không ạ? Khẩu xe này đi nhé. Sau xe này ạ? Khẩu xe đâu. À dạ dạ dạ. Ok. Này anh em này thấy không? Đó, sự lợi hại của cái khúc này là đó, học phải ép ngang ép dọc này, ép một cái một phải làm sao cho nó vô luôn. Đó. Rồi nhìn cái xe sau kìa. Rồi ok này, rồi đánh lái trước nè. Đấy. Dạ. Ok anh em, đi vô chở người thôi. Ok anh em. À. Khách ra rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi ra rước khách. Có nhiều anh em sẽ kêu mình là anh em có nhiều câu hỏi là anh ơi, anh chạy xe anh chở bà bầu vậy có nhiều người có quan niệm chở bà bầu đẻ mới đẻ là xui này xui kia anh em. Mình nói thiệt với anh em luôn á, không có tiền mới gọi là xui á. Không có tiền mới gọi là xui á. Còn đi kiếm tiền, mình nói thiệt mình chở bà bầu mình vui chết bà đi được. Có nhiều anh em kêu chở bà bầu này kia xui, anh em không có kèo, anh em mới là xui nha. Được, mình là chở vừa xe hoa vui vẻ mà chở người ta đi đẻ cũng vui vẻ, ta có con ta vui vẻ mình cũng vui theo chứ hơi đâu mà. Có nhiều có người quan niệm dễ nè, có người có rất là nhiều quan niệm mà mình thấy quan niệm tào lao không à. Mình thấy thời buổi bây giờ rồi cứ theo kiểu là phải có tiền là được,
xui, cái nhà mình xui. Rồi ok, giờ mình sẽ đi ra mình chở. Đây, chở khách, khách tới đây này. Khoa cấp cứu sinh, khoa điều trị. Ok, đúng rồi. Lâu quá rồi mới được chở chị lại. Hôm mới chở anh đi Hàn rồi. Em ý được ai thì chị Hoa là đứa sau chở đi đẻ đó. Đó. Cha hay gái chị? Rồi, có cái viên bên bạn hay gì ông đưa xuất trình cho dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi có quan niệm là mới đẻ về là phải đi ghé tạp hóa mua đồ hay là lại tiền gì không? Không, không đúng không? Với em là em thế, em có kinh nghiệm đó là chị hiểu, là em biết em chở nhiều cái nào rồi đó. Thường thường giống như là nhiều giống như chị bên đạo đúng không? Nhưng không quan niệm đó, đúng rồi. Còn nhiều chỗ là họ có quan điểm là thế này. Đang tới không chị? Đang tới không? Có nhiều người mới đẻ về á là đẩy tiền đó chị hiểu không? Ừ. Đẩy mua đồ nữa. Mua đồ, hoặc là xuống tạp hóa mua đồ. Đó. Nói chung là định kiểu này kiểu nào cũng được em hỏi. Mê tín á, kiểu vậy đó. Mọi người nấu giống như mỗi bên nó sẽ có một kiểu đó. Rồi bây giờ em mới hỏi chị thử coi. con chở khách và nhiều chở đi đẻ với lại chở bà bầu về cái đó riết quen luôn. Chị lên được một tuần chưa? Nếu mà xin chắc một tuần. Chủ nhật hả? Ừ. À, tuần nào hơn tuần này. Tại chưa được đi xin nhưng mà lên cái ngoại xin luôn. Mổ hả? Ở Long Khánh cũng được mà sao không đi Long Khánh? Lên đây luôn. Có bác sĩ trên này. À, bác sĩ này. Nguyễn Thánh Tâm. Giờ đổi thêm thành bệnh viện Thống Nhất rồi. Rồi anh kia tính ra là em mới chở anh đi được 5 giờ ta chưa được đúng không? Chưa. Ừ, 5, chưa được 5. Nói chung là tháng 9 rồi. Đúng rồi, tháng 10 rồi. Là còn 2 tháng nữa anh đục tròn 5. Anh là anh đi theo cái dạng là đi 5 1 giờ đi về thoải mái rồi đúng không? Chưa. Chưa hả? Hôm bữa là kêu đi 2 năm 3 nữa mà. Thế xin vậy có được nghỉ phép về không? Không. Không hả? Tận nghỉ phép về. Ở đây. Không. Cờ đời ý là bắt được thêm kèo nữa để biết đường lên chợ luôn. Tết. Tết về. Tết về hả? Đâu mà bắn mà về suốt chứ. Đã đi rồi đâu. Dễ về. Vậy là tí nữa về nhà nội luôn vậy? Không, ngoài nhỏ quá. Nhà chị ạ. Ok. Nhau Nam Quỷ ạ. Nhà chị ạ. Ngoài. 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 Ngoài
chưa? Thậm chí hết đi rồi. Happy hả? Đặt tên nó rồi hả? Đặt tên chưa? Tên chưa? À, happy. Happy. À. Happy hạnh phúc đó hả? À. Đó. Ủa vậy hôm bữa bà đưa cái phiếu đóng tiền cho mẹ rồi mẹ để đâu? Kêu đưa con đi đi đóng tiền à, cầm căn cước đi đóng tiền đó, với cái phiếu đi đóng tiền đó. Mấy chị nhé, bà đi đóng tiền xong bà tới chỗ mẹ cái bà rơi cái chứng minh, bà kêu bà đưa cho mẹ. Thì đây giờ chả biết đâu, về làm lại thì đâu. Wow, hôm nay đường sáng đông quá. Không có, nó bà là hôm đấy em phải cầm cái giấy cái căn cước em đi đóng tiền, với tôi thì em không có căn cước thì em đi đóng tiền mà tới đây em hỏi mày họ không có, không đóng tiền trong nhà cầm mà con có cầm đâu, đấy con thay đồ bầu rồi con thay đổi viện rồi con có cầm ở đâu. Số hoài luôn chị. Yeah. Dạ. Cứ hai tờ cứ giải hoài luôn. Bữa giờ 4 lần là liên tục luôn đó chị. 4 lần liên tục luôn chứ không phải là nhớ nữa. Bây giờ em chăm mua vé số lắm. Sẽ có một ngày chị gọi điện là ừ, tao ơi em còn chạy xe không? Hết giờ em trúng số rồi chị ơi. Chết luôn á chị. Không phải ai nói câu đó nha. Em giờ đuổi nghe thôi chị ơi. Vậy. Tính ra là dân dưới đó đi đẻ ở bệnh viện Long Khánh nhiều lắm chị, đa số Long Khánh nhiều. Long Khánh thấy cũng được, nói chung về mấy cái mạng khá không biết, như cái mạng bà bầu đẻ là ok. Thế ra là chị là bên Định Quán chứ đâu phải bên Xuân Lộc đâu ha, bên đúng không? Định Quán. Vừa có Định Quán.
đây là suối Nho Định Quán. Rộng ghê lắm đó, sát mép Xuân Lộc hay nhiều lắm luôn. Chợ suối Nho. Cái chợ này chắc cũng thời cũng mới khai thiên lập địa chỗ này ra là. Dạ, nó cứ vậy. Ra đường hết ha. Ở trong không biết nó còn giờ nó phải cải tạo lại. Ở bên trong góc ở bên chỗ em Bùi Xịn á, hay dân trong buôn bán hay ra ngoài đây lấy rau lắm chị. Lấy rau ngoài đây. Suối Nho thì trồng rau nhiều ha, hút la ghim nhiều. Sắp phải đến nhà rồi. Một chút nữa thôi. Chỗ này vừa rồi làm cổng nghe lắm nè, đúng không chị? Đường nước. À đường nước hả? Ghê vậy, từ núi cuối vô hả? Ghê trời. Rồi đúng rồi, chị An. Cái chị An thì nước nó cung cấp về ra nhiều mà. Có cái biển gara đâu ta? Chưa. À chưa. Em nhớ có cái gara gì trước đúng không? Gara. À. Gara phía trên. Chào ông taxi điện vô tới đây luôn rồi. Nè. Xe xanh, xe điện xanh đó. Chạy được xa ha. Xe điện. Xe rượu đó. À rồi cái biển xa xa dài dài kia kìa. À. Tới nhà rồi. Ok, đốt than chưa? Chưa đốt than rồi. Ok, may quá, vô được bóng mát luôn. Đấy nha. Hết tiền. Chào cô ạ. Dạ. Ok, tới nhà khách.
Ủa có quá sao có cái giá dừa nữa hả? Đào giá dừa nữa hả? À à. Dạ dạ rồi tí em gửi chuyển ảnh. Dạ. Rồi, còn gì nữa không ta? Ok. Ok. Rồi, ok, em về nha chị nha. Dạ rồi. Ok. Rồi, xong nhiệm vụ. Đấy, xong nhiệm vụ nha anh em. Rồi, ra ra. Cái chỗ này lỗi này thì nó sẽ hơi xéo xéo á, đi sẽ bị cạ gầm, nên là mình sẽ dè xéo xuống nè, nó dốc này anh em. Mình sẽ đưa một bánh xe đằng sau xuống trước. Mình sẽ lên kia quay đầu. À, đó. Đi chéo chéo xuống anh em thấy không? Đi chéo nha. Đi dè chéo nè. Đó, nó có cả đó. Đó, thế là nó cũng có cả một chút á. Đi phải có chiêu với xe gầm thấp mà lên mấy cái chỗ cao cao cũng hơi nguy hiểm. Mình sẽ dè vô đây. Dè vô đây, quay đầu ra. Ít xong kèo. Xong kèo xe thế thôi, về edit video cho anh em thôi. Về copy file. Về copy file sang về copy file sang về copy file sang sang máy tính là edit cho anh em. Rồi, bây giờ mình đi về thôi nha anh em. Let's go, về thôi. À, gần về tới nhà rồi anh em ơi. Đi về tới đây là về tới Xuân Lộc, Đồng Nai rồi. Đó, nãy mới chở khách về mẹ Suối Nho, Xuân Bắc anh em. Ở bên Định Quán á, Suối Nho Định Quán anh em nào cũng biết ha. Suối Nho Định Quán chắc là nói ai cũng biết à. Còn mình bây giờ là mình sẽ đi về lại Xuân Lộc, Đồng Nai, gần tới nhà rồi. Mình gần tới nhà rồi, tới đây là gần tới nhà rồi. Lâu rồi chưa bật xăng Sport này, bật xăng Sport chạy cho nó bốc cái. Nè, đó gật. Đấy, xăng Sport cái cảm nhận ha. Ê, đó. Đó, sướng liền. Đã nè em. Ui xa. Thôi, vậy thôi. Sướng anh em ạ, à. Lái xe sướng lắm. Đấy. À, đang mở nhạc tới giờ nè, là tắt nhạc đây, tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Ôi. Ghê quá, tự nhiên chạy xăng lên đây ghê quá. Khúc cua này ghê lắm nè, chỗ nhà mình chỗ này có cái khúc cua gớm lắm nè, chỗ này nè. Bây giờ đi tới chỗ này không dám chạy nhanh đâu. Chỗ đây người ta để cái miếu là anh em biết rồi. Đó. Khúc cua này nó gấp lắm đó, nó nhiều ông chạy nhanh đó, không mất lái. Nói chung là đi xe cứ bình tĩnh thôi. Giờ trưa rồi anh em ơi, trưa rồi. Giờ về. Vô tình có được một kèo xe từ bệnh viện Thánh Tâm về, cũng trên đường đi về dưới nhà dưới đây luôn, nên là cũng vừa hợp lý luôn anh em ạ, cũng hợp lý mà. anh em có nhiều anh em có quan niệm là chở bà bầu xui xe này ghê anh em. Thực sự là mình nói thẳng ra không có khách mới xui, nên là trong lúc đầu video mình có nói với anh em rồi, không có khách mới xui đấy. Còn mình chạy xe mà cứ có kèo là mình chở thôi. Quan niệm của mấy ông bà ta hồi xưa hay vậy, như nói thẳng mấy không biết đâu thời buổi nào mà có quan niệm đó, đúng không anh em? Cũng vẫn có những người có quan điểm đó nha, còn mình thì không. Thế hệ bây giờ là thế hệ đổi mới, thế hệ của công nghệ, thế hệ số, thế hệ năm thời buổi 5.0 rồi. Thời buổi xài hệ thống 5G rồi, nên là mình cứ theo phải hiện đại, không có mê tín gì hết.
Nãy mình có hỏi khách á, khách đi dọc đường có đi cao ngã ba ngã tư có thể trải tiền số hoặc là có đi ghé tạp hóa mua đồ gì không, thì đa số những người bên đạo á, họ không có quan niệm đó đâu, họ không có mê tín, anh em phải không? Có một số người thì mê tín thì có một cái gì đó kỳ ký á, không có phải nói gì cũng tâm linh một chút, thì đi qua ngã ba ngã tư để trả tiền xuống thì cũng bình thường. Nhưng mà ở đây là mình chở chị khách này bên đạo, người ta cũng không có quan niệm, không có quan tâm, không có quan trọng lắm anh em ạ. À, nên là mình thấy cũng ok, rất là bình thường. À, bây giờ mình đi về thôi anh em ha. Thì hình là xong công việc rồi thì đi về. Đây, sắp tới nhà rồi anh em. Sắp tới nhà rồi đó. Ui chà 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 chà. Về tới nhà rồi. Trưa rồi, về ăn cơm nước ha. Quay video edit cho anh em một chút nữa nhé. Edit cho anh em một cái video ngắn ngắn. Rồi. Đi xe trống về mà một mình về nhà đó nè. Cảm giác chill lắm. Quay mấy góc lái xe đồ kiểu hơi bị chiếu. Ok, tới nhà. Tới nhà rồi. À, không có ai nhà đâu. Về tới nhà rồi. Ok anh em, đi xe vẫn còn sạch lắm. Xe vẫn còn sạch. Ok. Ok anh em. Isa về edit video cho anh em xem thôi. Tới nhà. Ok, tới nhà rồi. Xong, một video đã được kết thúc. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Về tới nhà rồi, ok. Hôm nay cũng xong kèo xe, một kèo xe chở khách đi khách mới sinh con về á anh em. Rồi mình chở khách về tới nhà rồi thì hôm nay cũng xong kèo xe. Thì cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Một kèo xe may mắn vô tình đi từ Biên Hòa về. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Thì dạ thôi, chắc mình cũng không biết chia sẻ như thế nào nữa. Nhưng mà cũng cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành với mình. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành với mình trong chiếc xe ngày hôm nay. Thì hiện tại mình đã về dưới Xuân Lộc Đồng Nai rồi. Giờ tiếp tục có những cái kèo xe thì tiếp tục quay chia sẻ với anh em thôi. Và cũng sẽ quay những cái vlog hàng ngày cá nhân chia sẻ với anh em. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp anh em trong những vlog video tiếp theo. Xin chào.